Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, anh chị ạ, hôm nay thì cháu Đức sẽ ghi hình lại cái thước phim này. Vừa rồi thì em Hải có đi học về và nói với cháu Đức rằng là ở lớp là các bạn ghen tị về cái điểm số hay gì đấy của bác, xong là dọa đánh em Hải. Đấy, nhưng mà vừa rồi thì mỗi lần này hay là có nhiều lần không? Mỗi lần này thôi à? Vâng. Có bao nhiêu bạn là dọa em? Nhiều bạn ạ. Nhiều bạn à? Vâng. Nhưng mà cái lý do thì lý do tại sao các bạn lại dọa em? Em có thể nói cho các bác cùng biết được không? Tại vì là các bạn được điểm kém thì em được điểm nhiều thì các bạn bảo là các bạn dọa đánh em thì một tí em đi học thì đi chặn đường đánh em ạ. Chặn đường đánh em ạ? Nhưng mà đã đánh em chưa? Chưa đó ạ. Chưa đó à? Vâng. Thế vừa rồi em vừa bảo với anh ấy thì do là em không cho các bạn chép bài hay là như thế nào? Không phải đâu ạ. Cô giáo không cho chép bài nhưng mà các bạn cứ bảo là em được điểm cao thì các bạn được điểm kém thì sẽ các bạn sẽ đi chặn đường kia đánh em ạ. Thế có lẽ là các bạn, ý của các bạn là muốn chép bài của em nhưng mà em không cho. Đấy, cô giáo không cho nên là các bạn lại là dọa đánh em. Thế điểm vừa rồi thì được bao nhiêu điểm? Em được 8 điểm ạ. Được 8 điểm à? Vâng. Được 8 điểm thì cũng là điểm mà khá rồi. Thế nhưng mà ở đây thì các bạn thì nhà các bạn ở gần đây hay là các bạn ở dưới thôn? Chắc là ở trên kia hay là ở đâu em không biết rồi ạ. Em không biết nhà các bạn à? Vâng. Thế em đã nói với cô giáo chưa cái đấy ấy? Lúc đấy thì cô giáo đã đi về nhà hết rồi ạ. Cô giáo đi về nhà hết? Vâng. Cô giáo đã đi về nhà ăn cơm rồi ạ. Thế là bây giờ tầm mấy giờ thì em lại đi học? Tầm 1 giờ. 1 giờ lại đi học à? Vâng ạ. Vừa rồi thì em Hải không chạy qua đây khi mà các bạn chặn đường các bác, chạy ra cái chỗ mà cháu Lực đang ở hiện tại là mách với cháu Lực như vậy. Thế thì thành ra là cháu Lực mới ghi hình lại cái thước phim hôm nay. Đấy, nhưng mà Hải đi học về thì cũng chưa có ăn uống gì đúng không? Chưa đó. Chưa đâu à? Vâng. Thế thì một tí nữa hai anh em mình ra bên kia kiếm cái gì ăn đã. Vâng. Đấy, rồi còn cái sự việc như mà Hải nói với anh ấy, bảo là các bạn là chặn đánh vì cái lý do mà em không cho chép bài đúng không? Không phải là em không cho chép nhưng mà cô giáo bảo là bài nào thì tự làm ạ. Cô giáo bảo là không cho chép nhau. Nếu chép nhau thì ai được để kém thì đừng có chửi nhau rồi ạ. Thế hay không cho chép nhau, thế thì đấy là một cái điều mà rất là tốt. Hay nhưng mà có lần nào em cho các bạn chép chưa? Chưa đó. Chưa có lần nào cho các bạn chép à? Vâng. Hay có thể là một số bạn ở trong lớp thuộc dạng là cá biệt cô bác ạ, thấy em Hải là ngoan hiền muốn chép bài của Hải. Hải thì vừa học giỏi nữa, thành ra là có cái sự việc hôm nay mà xảy ra cho các bạn chép thì được.
cho các bạn chép thì các bạn không có mà dọa đánh, mà không cho các bạn chép thì các bạn lại dọa đánh. Thế vừa rồi là các bạn ở trong lớp có nói gì em được không hay là đi ra ngoài mới nói? Đi ra ngoài mới nói. Đi ra ngoài mới nói à? Chứ trong lúc là ra chơi à? Vâng ạ. Đây là lúc mà ra chơi thì các bạn nói như nào thì các bạn lại ở trường đợi. Em có nói gì các bạn không? Em không nói gì đâu ạ. Em không nói gì à? Vâng ạ. Thế là ra ở cổng trường hay là ở chỗ chỗ nào? Ở chỗ quảng trường kia ạ. À, thế thì một tí nữa anh sẽ đưa em đi vào trường. Rồi thì khi mà em lên lớp ấy thì em bảo với cô giáo chủ nhiệm của em ấy. Vâng. Rồi anh sẽ bảo với lại thầy hiệu trưởng sau là cái có bao nhiêu bạn, có nhớ không? Ba bạn ạ. Có ba bạn à? Vâng. Ba bạn là dọa em đánh đúng. Các bạn đấy thì lớn hơn em không? Lớn hơn ạ. Lớn hơn em à? Vâng. Bằng tuổi em nhưng mà cao hơn em. Bằng tuổi em nhưng mà cao hơn, người lớn hơn đúng không? Vâng. Em còn nhớ tên các bạn hết chứ? Có ạ. Nhớ tên hết đúng không? Vâng. Thế thì một tí nữa anh em mình đi ăn xong. Vâng. Anh đưa Hải đi ăn đã. Vâng. Thấy Hải cũng tóc cũng khá là dài thì tiện thể là anh sẽ đưa cả Hải đi cắt tóc luôn. Cũng khá là lâu rồi anh chưa có ghi hình em ghi hình Hải lên. Thấy vâng. Rất là nhiều bác cũng quan tâm tới em. Vâng. Anh đang định bảo là tối nay thì mới lên trên nhà em. Đấy, vâng. Để ăn cơm cùng với lại ba ông cháu một bữa. Đấy, nhưng mà vừa rồi thì Hải cũng chạy ra đây để nói với cháu Lực ấy, thì đồng thời cháu Lực là ghi hình lại và muốn chia sẻ lên cho các bác cùng biết khi mà cái những cái thức phim, những cái lần mà em Hải đi học gặp những cái chuyện gì. Đấy, ở đây thì em Hải có chia sẻ rằng là lên lớp là các bạn chép, các bạn là muốn chép bài của Hải nhưng mà Hải không cho, thành ra là đi ra ngoài làm dọa đánh em Hải. Nhưng mà chưa đánh được cái nào đúng không? Chưa đã. Chưa à? Vâng. Thế thì lúc mà các bạn ở đấy thì em đi đường nào ra đây? Em đi đường chúng mình đi xa kia. Em xong đến chỗ này à, em lại vòng lại đi vào đường đằng sau trường à? Vâng. Thì ai lúc cái lúc mà các bạn nói ấy, thì xong rồi các bạn nghỉ học nghỉ 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 đi về trước hay là các bạn cùng mình ra? Các bạn về nhà trước ạ. Các bạn về nhà trước à? Vâng. Là các bạn chạy ra trước đúng không? Vâng. Xong là có bạn nào nói với em không hay là em nhìn thấy các bạn ấy? Em nhìn thấy thôi ạ. Em nhìn thấy à? Vâng. Thế lúc đầu thì các bạn nói thì em đã tin chưa? Lúc đầu mà lúc đầu các bạn nói bảo là dọa em là ra cổng ấy. Ra cổng mà đợi em ấy. Là đến lúc đấy là em có tin các bạn là thật sự các bạn là ra cổng là đợi không? Không đợi. Không à? Vâng. Thế xong là em nghỉ học ra thì em mới nhìn thấy là các bạn ở đấy à? Vâng, thì em mới chạy ra sau trường đi thôi ạ. À, thế có bạn nào nói với em không? Không có đâu. Không có à? Vâng. Đấy. Đấy, vừa rồi thì em Hải cũng chia sẻ lên với các bác thì cái sự việc này thì cháu Lực sẽ đi gặp bên thầy giáo cũng như là bên hiệu trưởng. Cháu Lực sẽ nói về cái vấn đề này tại vì là có thể như là các bạn nhìn thấy em Hải có hoàn cảnh như vậy, nghĩ rằng là sẽ không có ai mà che chở cho cái sự bé bỏng của em Hải, cho nên là các bạn là càng ngày càng lầm tới. Thế từ trước đến giờ thì có bạn nào là làm gì em chưa? Chưa đâu ạ. Chưa đâu đúng không? Vâng. Đến hôm nay thì mấy các bạn mới dọa đúng không? Vâng. Thế thì bây giờ là để cặp sách ở đây thì hai anh em mình ra bên kia đi ăn đó nhá. Vâng. Em cũng chưa có ăn gì đâu đúng không? Chưa đâu ạ. Đấy, Hải thì có lần thì cháu Lực là nấu cơm là anh em sẽ ăn cơm với nhau luôn. Còn là có những lần thì cháu Lực không có nấu cơm được. Thì nếu mà em Hải qua bên này với cháu Lực cũng chưa ăn thì hai anh em sẽ ra bên kia là kiếm cái gì đó ăn của bác ạ. Ở trên xá này thì không có quán cơm đâu, thành ra là mỗi lần anh em chỉ có đi ăn phở với ăn bún thôi. Em Hải thì không có được là ăn cơm ở trường của bác, ăn cơm ở trường ở lớp. Thế mỗi lần mà nghỉ học thì em Hải là đều là đi về nhà xong mới lại có những lần thì em Hải là đi về nhà ăn cơm xong mới xuống.
Còn mấy hôm nay thì trời mưa như này thì đường anh Sử là không 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 có đưa được đón được Hải đi học. Hải ở nhà thì anh Sử cũng đang đi làm nương làm ruộng cho nên là cũng rất là bận. Nếu em thì năm nay học lớp 8 rồi nhỉ, năm sau lớp 9 rồi. Nếu mà sang năm sau nữa mà có tiền hay là có các bác nào mà yêu quý em muốn giúp đỡ em học hết 12 thì lúc em có muốn đi học hết 12 không? Có à? Để mà đi học hết 12 thì có bác ạ, thật sự ra để mà nói thì đóng tiền thì không có đóng là bao nhiêu cả. Đấy, nhưng mà cái lúc mà mình ở trọ thôi, ở trọ với lại ăn uống mọi cái thì mình tự lo hết. Thì em Hải thì cũng có khát khao rất là mong muốn đi học thêm trường cấp 3 để có cái bằng là trung học. Học hết lớp 9 thì chỉ có bằng là phổ thông thôi cô bác ạ. Sau này mà em đi ra ngoài làm, có thể là đi công ty hay là đi xuống cái xuôi kia, người ta là đều yêu cầu là bằng 12 cả. Thế còn về cái vấn đề mà đại học thì nó lại đi quá xa rồi. Đến lúc đấy thì đến học hết, nếu mà được nếu mà em học hết 12, đến học hết 12 xong cảm thấy là cái sức của mình đi được thì mình sẽ đi đi đến lúc đấy mình lớn rồi, mình có thể là vừa học vừa làm thì cũng có gọi là ok. Đấy, đấy rất là nhiều người là vừa đi học mà vừa đi làm đấy, thậm chí cả cấp 3 cũng thế. Trước anh cũng đã từng là vừa đi học cấp 3 và anh vừa đi ra ngoài anh làm thêm. Đấy, nhưng mà mãi đến năm 11, 12 thì anh mới ra ngoài làm thôi. Anh ngoài làm thì cũng gọi là kiếm tiền để mà mình ăn sáng với lại đóng tiền trọ, thì bố mẹ không có phải gửi nữa. Thế còn là như em thì nếu mà đi học ấy thì em ai sẽ là người vất vả nhất em có biết không? Biết rồi. Em không biết ạ. Nếu mà người vất vả nhất là anh Sử ở nhà. Anh Sử ở nhà làm rất là nhiều việc đồng áng. Đấy. Thì em mong làm sao mà đừng để phụ lòng anh Sử nhá. Thế bây giờ thì mấy giờ thì em đi vào học? 1 giờ. 1 giờ. Thế thì 1 giờ anh sẽ đưa em đi vào học. Bây giờ thì mình sẽ đi ăn đã. Đấy, đói đói chưa? Hơi đói Hơi rồi. đói đúng không? Thế thì bây giờ mình đi ăn nhá. Vậy bây giờ thì hai anh em là sẽ đi ra kia ăn phở đã cô bác ạ. Đây thời tiết ở trên mà không biết là thời tiết ở dưới xuôi các bác như nào, nhưng mà thời tiết ở trên vùng cao có lực hiện tại là mưa khá là nhiều cô bác ạ. Đây, sáng hôm nay thì Hải đi học thì có mưa không? Có ạ. Sáng hôm nay thì có à? Mưa như này thì đi đi từ trên kia xuống thì có khó không? Có ạ. Khó đúng không? Em Hải thì đang đi một đôi dép mà của được bác Kim Hoàng gửi cho, thì phải nói là đôi này đi khá là lâu rồi đấy nhỉ. Đi được tầm mấy tháng này Hải có biết không? Không biết ạ. Trước mùa đông đấy nhỉ. Vâng. Đi ăn đi ăn trước này, xong xong là đi đưa Hải đi cắt tóc sau nhá. Tóc của Hải thì cũng khá là dài rồi. Mọi lần Hải đi ăn bún thì Hải là ăn bún ở đâu? Ăn ở trên kia à? Nhưng mà Hải là ăn bún chua hay là bún gì? Bún chua à? Bún chua thì một bát là bao tiền? Một bát là 5.000 à? Thế thì chiều là tầm độ mấy giờ là mình bắt đầu vào học? 1 giờ. 1 giờ à? 1 giờ đi, 1 giờ là mình đi đúng không? Vâng, 1 giờ mình đi. Thế thì 1:30 thì chúng là. Thế buổi chiều thì học độ tầm bao nhiêu tiết thì mình được về nhà? 2 tiết ạ. Học 2 tiết à? 2 tiết là mỗi tiết là tầm bao nhiêu phút? 45 phút ạ. 45 phút à? Thế thì chiều đi học nhá, chiều đi học thì không phải sợ các bạn, không phải trốn đâu nhá. Cứ đi đường đấy mà vào. Đấy, chiều thì anh sẽ ba đi vào, anh bảo thầy giáo. Phở thì ở trên này thì có một cái quán là duy nhất ở trên này đâu các bác. Không biết là vào ăn phở không, nếu mà không còn phở thì mấy anh em lại phải đi vào, đi về là ăn mì tôm đấy. Ăn phở không ạ? Là cơ đồ đi. Đây đi vào anh ngồi đi. Hải ra đây ngồi ghế bên này này Hải ơi. Ba cháu hai bắt phở bà.
Ê, anh em mình ra đây ngồi đi. Ngồi bên này cho nó sáng hơn. Mấy hôm nay thì lạnh hơn rồi nhỉ? Buổi sáng nay thì học mấy tiết? 4 tiết ạ. Sáng học 4 tiết à? 4 tiết là tầm mấy giờ thì Hải là nghỉ học? 10 giờ 5 năm là nghỉ học à? À. Hải thì thường xuyên là nghỉ học thì cũng ra nhà ra trọ nó được, mà có lúc thì ra ăn cơm, còn có lúc thì vào chơi, có lúc thì em ấy đã ăn bún xong rồi. Đấy, bây giờ thì hai anh em mình đợi bún phở một chút đó nhá, đợi phở một chút đó nhá. Lúc mẹ nó đi lấy chung thì nó còn bé đấy. Thấy bảo là uống đường để lớn lên rồi. Thế hầu như là em Hải thì xuống xá này để mà nói. Và tên ông ra thì hình như là ai cũng biết. Hải, cái gia vị đi Hải. Đây là không có thìa rồi nhỉ? Chắc anh em mình không. Hải đi lấy thìa đi. Đi tìm thìa đi. Xem có không. Đấy, quán ở trên xá thì chỉ có là nguyên phở các bác, bún thì không có, phở này thì là được bà là tự làm luôn. Đây xin nhá. Ăn bún chua cái thì không được no lâu đâu đấy nhỉ? Thế là mỗi lần là Hải nghỉ học là đều ra ăn bún chua à? Những lần mà không đi vào nhà ăn cơm ấy. Đấy, Hải ăn nhá, anh mời Hải nhá. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng hai anh em ăn phở. Cháu Hải mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị ăn phở. Rồi ăn đây. Mà ăn xong nếu bác kịp đi kịp còn giờ thì anh sẽ đưa Hải đi cắt tóc nhá. Còn không kịp thì sẽ đưa Hải đi học để mà anh đi vào anh nói chuyện với thầy giáo đấy. Cho tí rau ăn cho đỡ ngấy hả? Rau sống ấy. Giác ăn phở thì có khác với bún chua không? Khó ạ. Bún chua thì không biết là ở trời xuôi các bác có không, nhưng mà ở trên vùng cao Giáo Lực thì có cái món bún chua, thì nếu mà ai mà uống rượu vào để mà ăn bún chua thì nó tỉnh rượu rất là nhanh. Bún cũng được làm hoàn toàn từ gạo thôi, nhưng mà cái nước ấy nhưng mà nó hoàn toàn là bằng nước chua. Bây giờ thì hai em sẽ ăn phở một lúc đã của bác ạ, xong thì cháu Đức sẽ tiếp tục ghi hình cho các bác xem những cái sự việc mà sau cháu Đức đi cùng với em Hải. Ăn một bát này rồi no đến tối rồi nhỉ? Vâng. Ăn đi, ăn xong uống nước nhá. Vâng. Nhìn vào khi mà lúc mà em Hải đang ăn bún của bác, cháu Đức nhìn em Hải rất là thương. Học thì học giỏi nhưng mà đến lớp thì bị các bạn trêu ghẹo, xong là bị các bạn còn dọa đánh nữa, thì mà em Hải không cho chép bài ấy. Chú
thôi, ăn từ từ nhá, đừng ăn nhanh quá nhá, nhanh quá là nghẹn đấy. Ăn ăn nhiều vào thì mới có sức để mà đi học tiếp. Có ăn thêm được không? Ăn thêm thì bảo nhá. Ở đấy thì sau qua thời gian có được lên chia sẻ cái hoàn cảnh của báo cháu ấy, để các lời cũng coi các em như là một người em trai ở trong nhà cháu Lực vậy. Có những chuyện gì thì cháu Lực giúp được thì cháu Lực đều sẵn sàng và giúp các em. Nhưng mà công lao lớn nhất là công lao của các bác Mạnh Thường Quân. Lấy giấy lông miều xong rồi uống nước không à. Anh em mình đi ra kia xem có quán tóc mà không, cắt tóc cho Hải một chút. Thấy tóc Hải thì có vẻ như khá là dài rồi. Mở được không? Được ạ. Nguyện này con chó to chứ. Quán ở trên xá thì cho Lực nhìn thấy là cũng khá là vắng các bác này. 12 giờ trưa mà anh em giả thì chỉ có mỗi anh, có mỗi hai anh em là ăn thôi. Đấy, uống từ từ nhá. Không biết thì cầm đi theo nhá, tí khát lúc nào khát thì uống nhá. Đấy, anh cho Hạ là cầm cầm tự đi hỏi bà là bao tiền xong là gửi cho bà. Đi Hải này, anh em mình đội ô đi đi xuống xem là con tóc mở không, đi đưa Hải đi cắt tóc một chút, tóc thì cũng khá là dài rồi. Đây, mỗi người một cái ô. Dép của Hải thì có vẻ như là trơn rồi nhở. Đôi dép này thì được bác Kim Hoàng mua cho gửi cho thì cũng không có phải là gửi gửi một cái quán đường mà gần nó quá, gửi từ bên nước ngoài sang. Đấy thì khi mà các em nhận được ấy phải nói là đi rất là chắc chắn, đi được tầm được gần 4-5 tháng rồi. Đấy, ở đây thì đồng thời mà các bác gửi cho thì cũng có kèm theo là có cả các bác gửi cho cả sống lực nữa các bác, cũng được các bác yêu quý. Mọi lần là mình hay cắt tóc ở đâu nhỉ? Bên kia đúng không? Không biết là nay đi vào thì có ở nhà không ấy. Cắt tóc xong thì chắc là vẫn còn dư thời gian để mà đi học. Đấy, đi vào đây cắt tóc đi. Đấy, cho Hải cắt tóc gọn gàng một tí đi học cho nó sáng sủa một chút. Chú cắt đầu cháu quả đầu học sinh với cắt đầu trọc. Hải có muốn cắt đầu trọc không? Nha. À? Không đâu à? Chú cắt trọc cho nó oai. Chú thiết kế xem là cắt quả nào mà đi học ấy, cắt đầu trọc là oai đấy. Chú vừa bảo ấy. Cái cắt trọc làm đầu gấu trong lớp luôn ấy. Nào không? Đầu gấu gì hôm nay với bị bắt nạt đấy. Bắt nạt.
Có biết tên bạn ấy không? Mấy hôm nay thời tiết lại lạnh hơn đấy chú Thành à. Hải là vào nhà chú cắt tóc là được là mấy lần rồi? Mình nhớ là 3-4 lần rồi đúng không? 3-4 lần rồi. Anh nhớ là anh đưa Hải vào cắt một lần, còn lần này là lần thứ hai. Cái lần khác là không nghe tự cắt đâu đúng không? À, lên lần khác thì đưa tiền cho là tự cắt đúng không? Phải không? Cắt một kiểu đẹp trai nhất xóm luôn nha. Đúng rồi em. Anh mới học hết rồi. Anh học lớp 2, Hải nhỉ? À, lớp 1 đấy. Học lớp 1. Mà anh không học đâu. Anh đó mà. Anh có học đâu? Anh bỏ học từ năm lớp 1 rồi. Bỏ học từ năm lớp 1 á? Mỗi ngày là học đến lớp 8. Đang học đến lớp 8. Thế thằng đấy bây giờ có biết chữ không? Biết biết nói tiếng phổ thông nhưng mà không biết đọc. Chưa biết chữ. Mấy cái từ như từ tên thì biết sửa Hải đúng không? Nếu vừa cho anh trai. Nhà chắc có bạn gái rồi nhỉ? Anh trai không đi học lấy vợ ở nhà đâu, làm ruộng thôi. Nè. Nhà nó xong rồi. Nhà làm xong rồi. Thế mời chú uống rượu à? À. Nhà xong rồi không mời chú đi uống rượu chén gì. Hôm nay cũng quên mất chú ạ. Chắc thấy mời. Xong rồi đấy Hải nha. Vâng. Có phải tỉa cái này đi một tí không? Hả? Cái này không ca. Quý số không cắt luôn cũng được, không ai hết. Tỉa đi một chút. Chú Thanh là mở con cắt tóc là chắc phải được mấy chục năm rồi chú nhỉ? Thời cháu đang học trên cấp 2. Mỗi lần cắt ở đây là bao tiền chú? Có 25.000. Có lên giá không đây chú? Mấy năm nay 25.000 lâu lắm rồi. Cắt cốc bài là 40.000 đấy. Cháu cảm ơn nhé. Chú đi cắt gội 60.000 cháu có. Vâng. Cháu có ơn nhé, cháu đi về đây. Đấy, bây giờ thì anh em mình đi về đây Hải ạ. Thế Hải đi học về thì có đi cùng ai không? Không rồi. À? Không rồi. Có bạn là phải hai bạn này không? Chào chú. Ờ. Chào chú. Có phải hai bạn này không? Không phải. Không phải đúng không? Nếu mà đang đi đường này gặp các bạn nào phải thì bảo cái anh luôn nhá. Hải thay thằng cường súng súng này. Đấy, nó mới nhìn thấy. Thực kia thì có một đội thì không biết là phải bạn nào không? Hả? À? Không phải đúng không? Ô như các bạn này sao đi học trước à? Hả? À? Đây này, thanh niên bé tí đã biết đi xe đấy cô bác ạ. Đi mà không có đội mũ bảo hiểm gì. Hải thì mỗi lần mà trong lớp ở trong trường là có chuyện gì xảy ra thì đều ra chạy ra bảo với cháu Lực cả cô bác ạ. Em Hải thì cũng coi như cháu Lực như là một người anh.
Bây giờ thì còn khá là sớm thì đi vào trong nhà đã nhờ. Xong rồi một tí nữa anh đưa Hải đi sau nhá. Thưa bác, hôm nay thì những cái sự việc mà em Hải xảy ra ở trong trường, trong lớp thì em Hải cũng biết rằng là có cháu Lực ở đây, cho nên là có những chuyện gì là điều ra bảo với cháu Lực. Đấy, vừa rồi thì cũng đưa em Hải là đi ăn rồi, đi thêm cắt tóc. Đấy, cắt tóc thì chỉ biết cắt là cho nó gọn gàng và đi học thôi cô bác, chứ không có biết là cắt thêm kiểu gì nữa. Tại vì là thợ cắt tóc ở trên xã giáo Lực thì nó hầu như là người ta cũng chưa đi học một cái trường lớp gì cả. Người ta cũng chỉ gọi là thời xưa thì không có gì để làm ấy, đi gọi mấy anh em về cắt tết đầu ấy, xong là cũng mở một quán tóc hóa nho nhỏ luôn. Mở một quán cắt tóc nho nhỏ. Và ở đây thì trên tay giáo Lực thì có một số mặt hàng mà hiện tại là đang có trên kênh giáo Lực của bác ạ. Mật ong này thì hiện tại là giáo Lực còn là mật ong hoa bạc hà, còn là mật ong khoái, mật ong rừng thì cháu Lực vẫn có cô bác ạ. Thời điểm hiện tại thì đang vào mùa mưa cho nên là bà con không thể đi khai thác được. Nếu mà đi khai thác cái vụ cái mật bây giờ thì khi mà nước mưa xuống ấy, nó sẽ dính vào mật, nó sẽ dẫn đến là mật nó bị chua. Đấy. Thì hôm nào nắng thì mới có thể là đi khai thác được về. Hôm nào mà bà con đi khai thác ấy thì cháu Lực sẽ đi quay cận cảnh khi mà cháu Lực đi lấy mật ong và gửi tới tay cho các bác cô bác nhé. Và đồng thời thì ở đây là có chè sa tuyết của thụ Hà Giang này cô bác này. Chè sa tuyết này thì ở trong là nó sẽ gồm có cả cái tuyết của nó cô bác. Tuyết của nó là có nó chỉ thuộc dạng là một lá cô bác, một lá ở ngọn ấy. Đấy, chè này thì là mẹ cháu Lực là tự đi hái về và tự sao. Đấy, cô bác nào mà ủng hộ chè thì có thể là gọi cho cháu Lực và đặt ra những cái ký chè mà nguyên chất nhất cô bác nhá. Đấy, bây giờ thì cũng đến cái mùa vụ mà mang nứa khô, mang nứa rồi cô bác ạ. Cho nên là cháu Lực bảo là các em Sử với lại em Quân là đi trên rừng đi lấy mang nứa về để mà phơi. Ở đây thì hoàn toàn là phơi bằng ánh nắng tự nhiên cô bác ạ, cho nên là nó không có chất bảo quản gì. Khi mà các bác lấy về ấy, các bác cắt xong ấy, nếu mà các bác ăn chưa hết thì các bác để vào nơi nào mà khô ráo thì nó sẽ không có bị mốc trở lại cả. Đấy. Ở đây thì nếu mà các bác mua từ 2 lít mật ong trở lên hay là các bác mua chè này các bác này thì cháu Lực sẽ tặng cho các bác là một cái lọ chầm chéo. Chầm chéo này thì có hai lọ, nó sẽ có một loại là khô, một loại là ướt của bác nhá. Thì nếu mà các bác mua hàng thì các bác điện cho cháu Lực và các bác muốn tặng loại khô hay loại ướt thì lọ mà nó khô hay là lọ nó ướt thì lúc đấy các bác bảo với cháu Lực sau. Đấy, và kèm theo đó thì sau một cái thời gian mà cháu Lực đi lên trên chợ phiên của bác thì cháu Lực cũng đã tìm tòi được ra là cái cây mà mắt gan này của bác này. Đấy, cây lá mắt gan. Cây lá mắt gan này thì nó có công dụng là mắt gan này và lợi mật này, giảm độc này, an thần này và giúp mình tiêu hóa tốt của bác ạ. Và cách dùng thì cũng nó rất là đơn giản đúng không bác. Nó còn thêm là cái công dụng của nó là chứa viên gan này, xơ gan và men gan cao và gan nhiễm mỡ. Thì nó có thể là gọi là nó như là một loại thức uống mà dùng để thải cái chất độc ở trong gan của mình ra các bác. Cách dùng thì các bác có thể là uống thay nước hàng ngày thôi. Mỗi lần mà các bác sắc thì các bác là cho một ít vào cái ấm và đun lên để nó nguội là uống được thôi các bác ạ. Đây là cái lá chè mà mắt gan của bác nhá, cây mắt gan. Sau một cái thời gian mà cháu Lực đi vào chợ phiên thì cũng đã tìm tòi ra được rất là nhiều những cái vị bài thuốc như mát gan, các thứ rất là nhiều. Đấy, còn như các bác ở đây thì các bác hay mua cái lá giả củ lam ấy. Ở trên chỗ cháu Lực thì hiện tại là cháu Lực cũng đã phát hiện ra được có lá giả củ lam rồi các bác. Lá giả củ lam này nó sẽ có một loại là 5 lá, một loại là 7 lá. Người ta bảo là loại 7 lá là loại mà hiếm hơn các bác ạ. Hay có bác nào mà muốn mua hàng ở trên kênh thì có thể điện thoại qua cho Lực qua cái số điện thoại ở trên màn hình của bác nhé. Và để có thể là giúp cho Lực có thêm một cái kinh phí để mà khi mà Lực đi chia sẻ, đi vào những hoàn cảnh thì có tiền đó để mà đổ xăng đi vào. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Em Hải đi đợi cái bình nước nóng xong là đi
tắm qua một chút nhá. Vâng. Em một tí đi học đến thoải mái, không là tí tóc mà nó rơi vào người là ngứa lắm. Vâng. Hai thời gian này thì chuẩn bị lạnh hơn thì đi học thì có thể cố gắng mặc áo ấm một chút. Vâng. Này đi học thì bây giờ thì cũng lớn rồi, chân tay mọi cái thì mình làm sao mà cho nó sạch sẽ. Quần áo thì mặc xong là chịu khó giặt giũ một chút nhá. Vâng. Khi mà anh lên ghi hình và gặp các em cứ thấy các em là mặc một bộ quần áo mà mặc đi mặc lại thì các bác rất là buồn. Buồn tại sao? Buồn là vì là các bác gửi quần áo cho các em mà các em không biết là dùng lấy cái áo đấy để mặc và thay đổi. Đó nhá. Lớn rồi phải biết là làm sao mà giúp cái bản thân của mình sạch sẽ một chút. Anh thì cũng là người mà lên chia sẻ các em đến thời điểm hiện tại thì hầu như là cái gì nó cũng đã ổn thỏa rồi các bác ạ. Lâu lâu thì anh gặp em để em chia sẻ một lần lên thôi. Vâng. Các bác cũng nhớ, các bác muốn nhìn thấy, các bác muốn anh ghi hình lại. Các bác rất là quý các em. Vâng. Đấy. Một tí nữa thì tắm xong thì anh lai Hải đi học nhá. Vâng. Hải đi học bây giờ thì cũng còn khá là sớm các bác ạ. Để Hải tắm xong là để cho Hải nghỉ ngơi một lúc. Rồi thì được đưa em Hải đi học. Và cái sự việc mà hôm nay ấy, cho Lực sẽ lên và nói với bà giám hiệu rằng là quán triệt cái việc này lại, chứ không là nếu mà người lớn không có vào nói một chút nào thì sợ rằng là trẻ con có thể là hôm nay là em Hải may mắn các bạn không có đánh được đấy, nhưng mà đến hôm sau thì có thể là điều may mắn đấy không có gặp, không có xảy ra nữa, lại nó tác động tới những cái vấn đề mà chân tay, thì đến lúc đấy để mà xử lý thì cũng chỉ biết là mời phụ huynh lên để mà nói và nghiêm khắc thôi. Đấy, nó không có gọi là như thế nào đấy. Còn là như các em, như em xử với em Hải thì mời phụ huynh lên là chỉ có ông thôi, có ông và xuống thôi. Đấy, cho nên là làm sao mà một tí nữa em lên lớp thì không phải bảo với cô giáo nhá. Vâng. Xong thì tí nữa anh sẽ khác có trách nhiệm là anh đi bảo với thầy giáo hiệu trưởng sau. Vâng. Đấy, còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài thôi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ thế này thôi các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Cảm ơn các bác đã luôn luôn yêu thương các em. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở tập tiếp theo trên kênh của bạn em. Xin chào các bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.